lập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, cơn đau thắt ngực thường là triệu chứng điển hình của các bệnh về tim mạch. Ngày càng có nhiều người, nhất là những người lớn tuổi gặp phải các cơn đau thắt ngực, nhiều khi chỉ thoáng qua nhưng lại rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu cách phòng và trị cơn đau thắt ngực với quý vị với sự tham gia tư vấn của bác sĩ Phạm Hồng Phương, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Xin chào bác sĩ Phạm Hồng Phương ạ. Xin chào biên tập viên Hương Giang. Xin chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Nghệ An. Vâng ạ. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị cơn đau thắt ngực hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0386262999. Trước khi trao đổi một chút với bác sĩ Phạm Hồng Phương thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự. Ông Nguyễn Xuân Viết, 69 tuổi, xóm 3, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 10. Trong lúc chờ can thiệp thì xuất hiện ngừng tim, phải cấp cứu bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, vân vân. Sau 15 phút tim đập trở lại nhưng vẫn hôn mê, bác sĩ phải cho chụp mạch vành và can thiệp cấp cứu. Thì thấy tự nhiên là toát hết mồ hôi, một đầu độc. Ở lồng ngực bóp, vậy là bắt đầu là đau cả hai thái dương nữa. Nhưng xoa không được, xoa cứ thấy đau. Và rồi cuối cùng là bà xã tôi nói, thôi phải đi viện ngay. Vậy là cuối cùng là bà chạy xuống gọi cho ông chị, họ mới đưa cho một viên thuốc. Họ nói uống nhưng phải đi bệnh viện ngay. Vậy là cuối cùng là coi như gọi taxi cháu đưa đến, đây là coi chạy taxi xuống bệnh viện. Bệnh viện làm thủ tục cái họ đưa thẳng vào đây luôn. Mà trên đường đi nó đau. Ban đầu như bắt đầu vào đến đoạn chỗ đường rẽ vào đây là nó hơi ổn định một tí. Tôi cảm thấy đỡ rồi. Vậy rồi bà nói là nếu không nữa mà nó mà đỡ thì ta khoan vào phòng cấp cứu. Vậy nhưng cũng không lại một tí lại bị liền. Vậy là coi đưa vào đây tươi mắng máng được vậy thôi. Còn sau đó là không biết tin này. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa thường tiếp nhận điều trị khoảng 5 đến 6 trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim một tuần. Tuy nhiên số bệnh nhân bị bỏ sót bên ngoài thì rất nhiều. Nhiều người khi đưa vào viện đã quá muộn. Mới đây nhất có 2 trường hợp bị đau thắt ngực, triệu chứng nhồi máu cơ tim mà không biết nên tự đi khám và lấy thuốc về uống. Khi đưa đến bệnh viện thì đã tử vong. Chính vì vậy sau khi trải qua giây phút thập tử nhất sinh, ông Nguyễn Xuân Viết đã rút ra bài học kinh nghiệm xương máu cho mình. Tôi nói thật thì bây giờ tôi khiếp rồi đó, giờ lại tốt nhất là nếu có những cơn đau như kiểu của tôi vừa rồi là nên đi bệnh viện ngay. Không bệnh viện là không kịp chết, là chết. Tôi nói đó bệnh viện Châu Hộ đưa đi ngày, tôi nói bệnh viện Châu Hộ họ mà giữ như được trước có lẽ chết. Thời điểm giao mùa từ lạnh sang nóng như hiện nay là thời điểm số bệnh nhân bị đau thắt ngực gia tăng, đặc biệt với những người hay hút thuốc lá, thuốc lào, uống bia rượu nhiều, có tiền sử cao huyết áp, mỡ máu, vân vân. Vâng ạ, xin được trao đổi với bác sĩ Phạm Hồng Phương ạ. Bác sĩ có thể cho biết là cơn đau thắt ngực thì thường có mấy loại và triệu chứng biểu hiện và cũng như vị trí của những cái cơn đau thắt ngực này như thế nào? Vâng, cơn đau thắt ngực thì đã được mô tả về triệu chứng cách đây là hơn 200 năm rồi. Thì cơn đau thắt ngực vừa là danh từ của một bệnh vừa cũng là một triệu chứng của bệnh động mạch vành. Thì bệnh hệ động mạch thì gồm có 3 loại. Thứ nhất là cơn đau thắt ngực ổn định hay gọi là bệnh động mạch vành. Hay gọi là bệnh tim thiếu máu cục bộ hay suy vành. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là cơn đau thắt ngực không ổn định. Thứ ba đó là dạng thứ ba đó là nhồi máu cơ tim. Thế thì triệu chứng của cơn đau thắt ngực ổn định đó là vị trí đau thì thường là xuất hiện ở vùng sau xương ức. Đôi khi là có thể là ở ngực trái và thường là đau cả một vùng chứ không phải là một điểm. Cái triệu chứng ấy, thì đa phần bệnh nhân mô tả đấy là cảm giác đau như bóp, như thắt, nghẹn, đôi khi là bỏng rát. Và trong cơn đau thì bệnh nhân thường có cảm giác khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn. Về cái hướng đau của cơn đau thắt ngực là thường có thể là lan lên cổ, ra vai trái, rồi đến mặt trong của tay trái, và đến tận ngón 4, ngón 5 bàn tay trái. Có thể là lên cổ, lên hàm, hoặc
dưới xuống xuống dưới bụng, vùng thượng vị hoặc là sau lưng đấy. Thế thì cái triệu chứng của đau thắt ngực thì thường cơn, nếu cơn đau thì thường là kéo dài không khi quá không thường không quá 20 phút. Nếu như cơn quá 20 phút thì đó là triệu chứng thường, có thể là đã xảy ra nhồi máu cơ tim rồi. Và cái hoàn cảnh xuất hiện cơn đau thì thường đó là nếu như cơn đau xuất hiện chỉ xuất hiện khi nghỉ ngơi, xuất hiện khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng nitazoxanide thì đó là gọi là cơn đau thắt ngực ổn định. Nếu như cơn đau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả khi nghỉ ngơi và không đỡ khi dùng các thuốc nhóm giãn mạch vành, đó là thuốc nitazoxanide, thì đó là cơn đau thắt ngực ổn định. Nếu cơn đau kéo dài trên 20 phút và đau liên tục như là khó thở, các triệu chứng kèm theo các triệu chứng như là khó thở, vã mồ hôi, huyết áp tụt vân, thì có thể đó là đã xảy ra nhồi máu cơ tim. Vậy nguyên nhân nào là dẫn đến những cơn đau thắt ngực ạ, thưa bác sĩ? Quả tim thì được nuôi dưỡng bởi hệ thống động mạch, được gọi là động mạch vành. Thế thì quả hệ thống động mạch vành này có tác dụng là vận chuyển máu, cung cấp oxy cho quả tim. Thế thì khi có hiện tượng tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu về oxy của cơ tim, ví dụ như khi quả tim có phải làm việc, như khi bạn gắng sức thì quả tim phải tăng khả năng vận động, thì nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ tim sẽ tăng lên. Nếu như cái hệ thống thì nó không động mạch vành vì một lý do, ví dụ như hẹp, xơ vữa, không cung cấp đủ oxy cho quả tim, khi gắng sức thì sẽ xuất hiện kiểu những đau thắt ngực. Vậy khi mà xuất hiện cơn đau thắt ngực mà không được khám và điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào ạ? Cơn đau thắt ngực ổn định thì có thể tiến triển ổn định từ từ, có thể và lâu dài nếu như không được điều trị thì có thể dẫn đến tình trạng đó là thiếu máu cơ tim cục bộ kéo dài, có thể gây đến tình trạng là giảm chức năng vận động của cơ tim, có thể gây suy tim và loạn nhịp. Nếu như cái mảng xơ vữa mà gây đến triệu chứng đau thắt ngực đấy mà nó mất ổn định, có thể gây hiện tượng nứt vỡ, gây nên hiện tượng tắc nghẽn hoàn toàn hoặc là gần hoàn toàn lòng động mạch vành, có thể gây đến triệu chứng là gây nên bệnh đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim, thì lúc đó hậu quả xảy ra rất nặng nề. Có thể dẫn đến là mất. Vâng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị về chủ đề phòng và điều trị cơn đau thắt ngực. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là của anh Phạm Hoàn ở địa chỉ phạmhoan5677@gmail.com. Tôi hay bị mệt mỏi, khó thở, thi thoảng đau ngực nhẹ bên trái. Liệu tôi có khả năng bị nhồi máu cơ tim không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Hoàn. Về triệu chứng của anh thì cũng chưa thực sự là mô tả một cách đầy đủ và rõ ràng lắm. Thì nếu như anh có cái triệu chứng khó thở, chủ yếu là vấn đề khó thở. Nếu như triệu chứng có thể xuất hiện khi gắng sức hoặc kể cả khó thở về đêm hoặc là kể cả nghỉ ngơi thì có nhiều khả năng anh đó có bị suy tim. Thì cái triệu chứng đau ngực nhẹ đấy cũng có thể là một biểu hiện của suy tim. Cũng có thể là vì anh không mô tả một cái triệu chứng một cách rõ ràng, thì nếu như anh xuất hiện cái đau thắt ngực mà trong cơn đau có thể khó thở thì đó cũng có thể là biểu hiện của bệnh động mạch vành, có thể là cơn đau thắt ngực ổn định hoặc không ổn định. Thì để được một cái chẩn đoán chính xác thì anh cần phải đến các cơ sở chuyên khoa, có chuyên khoa tim mạch như là bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, để được các bác sĩ khám xét về tình trạng lâm sàng một cách cẩn thận, có thể làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá yếu tố nguy cơ và chẩn đoán bệnh nhanh, như là các xét nghiệm về điện tơ đồ lúc nghỉ, điện tơ đồ gắng sức, siêu âm tim, các xét nghiệm đánh giá về yếu tố nguy cơ như là xét nghiệm về mỡ máu, về có bệnh tiểu đường hay không, và nếu như cần thiết thì có thể tiến hành biện pháp là chụp động mạch vành qua da, tức là luồn một hệ thống cái ống thông vào cái động mạch vành, động mạch quay ở bên tay phải và đưa vào trong hệ thống động mạch vành của quả tim và bơm thuốc đoạn quang để có thể chụp lên để xem anh có bị bệnh động mạch vành hay không.
Vâng, đây là một kỹ thuật mới về hiện đại đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì cái biện pháp chụp động mạch vành qua da hiện nay ở Nghệ An thì mới được tiến hành tại khoa tim mạch bệnh viện Hữu Nghị Đại Khoa tỉnh Nghệ An mà thôi. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và xin được nêu câu hỏi tiếp theo của chị Lê Thị Hòa ở địa chỉ hoaan@yahoo.com.vn. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói nữ giới có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành sau khi mãn kinh. Xin hỏi bác sĩ có đúng như vậy không và làm thế nào để biết mình có bị bệnh này không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Hòa. Vâng, chị hỏi câu này rất là đúng. Thế thì ở phụ nữ trước khi trước lứa tuổi mãn kinh ấy, thì có cái hormone gọi là estrogen mà được tiết ra từ buồng trứng của người phụ nữ, thì có cái hormone này có tác dụng là làm chuyển hóa mỡ, ngăn ngừa tình trạng lắng đọng cholesterol vào ở thành mạch và có thể gây hiện tượng xơ vữa mạch máu. Thế thì phụ nữ sau tuổi mãn kinh thì sẽ mất đi cái hormone này, do đó gia tăng nguy cơ mà lắng đọng các thành phần mỡ máu có hại như là cholesterol tạt phần, LDL cholesterol và hình thành nên các mảng xơ vữa, có thể động mạch vành, động mạch mạch não hay mạch nội biên, gây nên bệnh lý tim mạch. Thế thì do vậy mà trong các yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta cũng xếp là nữ giới sau tuổi mãn kinh, đó là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bác Hồ Văn Tân ở địa chỉ khối 5 đội cung thành phố Vinh. Ông bạn tôi dạo này thỉnh thoảng kêu đau thắt ngực, mỗi lần như thế ông ấy lại uống nước nóng vào là đỡ. Xin hỏi bác sĩ tại sao uống nước nóng vào lại đỡ? Khi bị những cơn đau thắt ngực như thế thì cách xử trí tại nhà như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho bác Tân ạ. Triệu chứng của bác thì cũng có thể không phải là của đau thắt ngực, cũng có thể đó là một cái triệu chứng của cái bệnh dạ dày, có thể hiệu chứng hội chứng trào ngược, sau đó uống nước nóng thì có thể đỡ. Tuy nhiên cũng có nhiều khi đối với cái đau thắt ngực thì cũng có nhiều bệnh nhân không có biểu hiện của đau thắt ngực, đôi khi có bệnh nhân chỉ cảm giác buốt, có những bệnh nhân thì cảm giác buồn nôn, nóng rát vùng thượng vị, thậm chí là có bệnh nhân lại đau ở vùng bụng. Nếu như để chẩn đoán chính xác bệnh động mạch vành thì cần phải tìm hiểu có nhiều yếu tố liên quan, ví dụ như xác định xem bác có những yếu tố nguy cơ tim mạch hay không. Đối với bác là nam giới thì đó là nam giới cũng là một yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Nếu mà tuổi cao trên 65 thì cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch. Ngoài ra phải tìm hiểu xem bác có các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, ví dụ như không, như là tăng huyết áp, như hút thuốc lá, như tiểu đường, hoặc là tiền sử gia đình có mắc bệnh động mạch vành hay không, và làm các xét nghiệm cần thiết thì mới biết được đó là bác có thể bị bệnh động mạch vành không. Ông Nguyễn Đức Huy ở Phú Thọ có hỏi: thưa bác sĩ, tôi năm nay 37 tuổi, gần đây tôi hay bị những cơn đau thắt ngực, thắt vùng ngực trái. Có lần về quê đang ăn uống vui vẻ thì tôi bị đau thắt không chịu được, đã phải ra trạm xá xã. Bác sĩ đã cho uống thuốc gì đó, sau 2 ngày sau thì tôi thấy hết đau. Bác sĩ nói rằng tôi nghi bị co thắt mạch vành tim và dặn tôi là kiêng ăn nội tạng. Sau đó thì tôi có đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là không có gì. Và bác sĩ nói là cái này phải kiểm tra lúc đang đau mới phát hiện ra được. Vậy xin hỏi bác sĩ, bệnh của tôi có đúng là bị mạch vành tim không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho tôi. Anh là để như câu hỏi vừa trước tôi vừa mới trả lời thì để ở anh mới 37 tuổi, nhưng nếu như anh có một cái yếu tố nguy cơ tim mạch khác hay không, ví dụ như anh có hay hút thuốc lá hay không, có bị bệnh tăng huyết áp hay không, có bệnh tiểu đường hay không, rồi còn triệu chứng của anh có đau thắt ngực và đã được các bác sĩ ở trạm xá chẩn đoán là bệnh động mạch vành và đi khám, thì như theo như anh kể thì đó chắc tôi trang nghĩ đó là anh đã được làm điện cơ đồ lúc nghỉ. Thế thì đối với điện cơ đồ lúc nghỉ thì trên 60% điện cơ đồ lúc nghỉ không phát hiện ra được bệnh biểu hiện của bệnh mạch vành. Bởi vì nếu như không làm điện tâm đồ lúc xảy ra cơn đau, nếu trong cơn đau thắt ngực mà có bệnh của do bệnh mạch vành thì trong khi chúng ta làm điện tâm đồ trong cơn đau thì sẽ có thể phát hiện ra được bằng cách nhìn cái điện tâm đồ, có thể những biểu hiện như thay đổi về sóng như là ST hoặc T có thể chênh xuống hoặc chênh lên. Bác sĩ có dặn anh là kiêng ăn nội tạng thì trong các nội tạng của động vật thì có chứa rất nhiều axit béo không no hay là béo không bão hòa. Các nội tạng đó là như là lòng, gan, tim, cật, não thì chứa rất nhiều các axit béo này. Đó là mấy yếu tố, đó là những thức ăn có thể làm gia tăng cái rối loạn lipid máu. Thế thì để mà xác định được bệnh động mạch vành của anh hay không thì có nhiều biện pháp như làm các xét nghiệm đánh giá yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là làm điện tâm đồ lúc nghỉ hoặc
nếu cần thiết có thể làm điện đồ khi anh có sức để phát hiện ra có thay đổi về bất thường trên điện đồ không, hoặc làm các biện pháp như là siêu âm tim đánh giá rối loạn vận động vùng. Và một biện pháp chẩn đoán chính xác nữa là đó là chụp động mạch vành. Thì chụp động mạch vành thì có rất nhiều biện pháp, có hai biện pháp mà hiện nay được dùng phổ biến, đó là chụp bằng hệ thống cắt lớp 64 dãy hoặc là chụp động mạch vành trực tiếp bằng ống thông qua da, thì mới xác định được chẩn đoán chính xác được anh đó là có bệnh động mạch vành hay không. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo là của ông Lý Nhân ở thành phố Vinh, Nghệ An. Tôi năm nay 65 tuổi, sau khi đi khám sức khỏe thì phát hiện ra bị bệnh rối loạn mỡ máu. Đúng là tôi rất béo, cao 1m65 nhưng cân nặng 80kg, người rất mệt mỏi, huyết áp cao. Gần đây rất hay có cơn đau nhẹ ngực trái, nghỉ ngơi thì hết. Khi đến bác sĩ khám, ngoài cho uống các loại thuốc, bác sĩ còn bảo phải thực hiện chế độ ăn giảm mỡ, đặc biệt là phải tập thể dục thường xuyên hàng ngày. Xin hỏi bác sĩ vì sao lại phải như vậy ạ? Thì bác sĩ tư vấn cho ông Nhân. Vâng, bác 65 tuổi, có tăng huyết áp, có béo phì, có rối loạn mỡ máu. Như vậy bác đã có 4 yếu tố nguy cơ tim mạch. Thứ nhất đó là nam giới, thứ hai tuổi 65, trên 65 tuổi. Thứ ba có tăng huyết áp và thứ tư đó là có rối loạn mỡ máu. Bác có triệu chứng của đau thắt ngực ổn định, đó là cơn đau xuất hiện khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi. Như vậy khả năng nhiều đó là bác đã bị bệnh của hệ thống động mạch vành, đó là mới biểu hiện của cái cơn đau thắt ngực cố định. Thế thì để điều trị cho bác thì có rất nhiều biện pháp. Thứ nhất đó là biện pháp không dùng thuốc, và thứ hai là biện pháp dùng thuốc. Thế thì các biện pháp không dùng thuốc bao gồm có điều chỉnh các yếu tố nguy cơ. Thì trong các yếu tố nguy cơ tim mạch thì có những yếu tố không thể điều chỉnh được, đó là tuổi, đó là giới. Đấy. Còn có những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, ví dụ như béo phì. Đấy, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như hút thuốc lá, ví dụ như tiểu đường. Thế ở bác thì có hai yếu tố nguy cơ không thể điều chỉnh được, đó là tuổi và là giới nam. Nhưng bác có yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, đó là vấn đề điều trị huyết áp và vấn đề là giảm cân nặng. Thế tại sao lại cần thiết phải giảm cân nặng? Những nghiên cứu cho thấy đó là tập thể dục thì đó là làm tăng khả năng gắng sức của cơ thể, làm tăng khả năng trao đổi oxy, khả năng vận chuyển, trao đổi và sử dụng oxy tại các cơ và mô, do đó làm tăng cái khả năng đáp ứng của tim. Thứ hai tập thể dục thì có lợi, đó là gì? Đó là làm giảm các thành phần mỡ máu có hại như là cholesterol tập phần, LDL cholesterol, và làm tăng cái những yếu tố các thành phần mỡ máu có lợi cho cơ thể như là HDL cholesterol, và do đó mà làm giảm cái khả năng sơ vữa động mạch máu. Tập thể dục thường xuyên thì cũng có tác dụng có thể làm giảm huyết áp được. Thế thì những nghiên cứu cho thấy là kể cả những người đã có mắc bệnh tim rồi như là suy tim hay nhồi máu cơ tim, nếu như tập thể dục một cách thích hợp, thường xuyên và đều đặn thì có thể là giảm được cái nguy cơ tử vong từ 20 đến 25% so với những người không luyện tập thể dục. Thế thì do vậy mà các liên đoàn tim mạch thế giới, trong đó có Hội Tim mạch Học Việt Nam, đã khuyến cáo đó là nên tập thường xuyên tối thiểu 30 phút một ngày và hàng ngày trong tuần sẽ làm tăng cái đường la giảm được nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thế thì tập thể dục 30 phút hàng ngày thì bạn có thể có rất nhiều biện pháp tập thể dục, là ví dụ như bằng cách đi bộ, ví dụ như chơi môn thể thao thích hợp, và cũng có thể bạn cũng không cần thiết, bác cũng không cần thiết là phải tập thể dục một lúc 30 phút, mà có thể tập bằng cách tích lũy, ví dụ như buổi sáng tập 10 phút, buổi chiều tập 10 phút chẳng hạn, buổi tối cho tập 10 phút, cũng có thể tập, miễn là sao cái tích lũy thời gian đủ 30 phút một ngày và hàng ngày trong tuần thì đều là làm giảm được cái nguy cơ tim mạch. Kỹ thuật viên thông báo là đã nối máy với vị khán thính giả đầu tiên gọi điện về cho chương trình, và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị khán thính giả ở Nghi Lộc ạ, bác thêm 75 tuổi. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, xin chào bố. Vâng ạ. Bác ơi, bác có thắc mắc gì về cơn đau thắt ngực, bác có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Vâng, cảm ơn cô nha. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tôi là ông Thế ở Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, năm nay 75 tuổi. Bác thì nghe không ạ? Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Vâng. Hiện tại tôi thì không đau, nhưng mà trong ngực ế khó chịu lắm. Cái ngực cứ ế. Mà tim nghe đập mạnh. Mà đi là nghẹt thở. Nói cũng nghẹt thở. Tôi đã đi khám thì nghe họ kết luận là hẹp hở van hai lá.
hẹp thử quá nãy là bác sĩ nghe không ạ? Vâng, đang nghe đây bác ạ. Cách điều trị hay là cách dự phòng thế nào nha bác sĩ chỉ dần. Và như triệu chứng của bác mô tả như vậy là khả năng là bác đã suy tim do cái bệnh là hở van hẹp hoặc hở van hai lá đó. Vâng, thì bác có suy tim thì thế thì bác có thể mô tả một cái triệu chứng rõ ràng hơn, ví dụ như là bác ở mức vận động như thế nào thì bác đã khó thở rồi không ạ? Đi bộ đã bắt đầu khó thở. Vâng, bác đi bộ khoảng bao nhiêu mét là khó thở rồi đó? Đi xe đạp thì đi được. Xe đạp thì đi được, chúng đi bộ là khoảng 100 mét trở lại được. Thế lên nửa là không đi được. Và như vậy là khả năng là bác đó là vì chứng suy tim ở mức độ hạ độ 3 theo cái phân loại của thế giới, đó là phân loại NIHA. Như vậy bác đã phải suy tim do cái bệnh hẹp hở van hai lá. Thế thì để mà điều trị mà cách chính xác cho bác thì bác vẫn phải đến các cơ sở khám chuyên khoa của có bệnh có chuyên khoa tim mạch để người ta khám và làm các biện pháp như khám lâm sàng, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X quang tim phổi để đánh giá xem mức độ suy tim của bác là mức độ nào. Đấy, mức độ và đánh giá chức năng tim của quả tim là qua siêu âm tim thì mới biện pháp điều trị thích hợp. Thì các biện pháp điều trị của bác bao gồm có thứ nhất là vấn đề là dùng thuốc và thứ hai là các biện pháp không dùng thuốc. Thì các biện pháp không dùng thuốc của bác là như là bác có thể tập thể dục một cách thích hợp mặc dù bác đã có suy tim nhưng vẫn nên tập thể dục. Thứ hai biện pháp như là các chế độ ăn như là chế ăn giảm mặn và các dùng các thuốc. Thế thì để các thuốc thì nó chuyên khoa như là các thuốc lợi tiểu, các thuốc trợ tim, các thuốc giãn mạch. Thì cái này thì để phải biết được tình trạng lâm sàng của bác như thế nào thì mới có cái biện pháp dùng thuốc một cách phù hợp nhất cho bác được. Tôi đã đi khám rồi, đi điều trị ở bệnh viện Nghi Lộc về. Vâng. Nhưng mà lúc đầu hai chân có phù nhẹ. Vâng. Nhưng mà lý do là đã giảm một chút phù. Nên đi lại vẫn khó khăn. Bây giờ mà đừng muốn điều trị chỗ cao hơn thế nào là Nghi Lộc cứ thẻo thú đó hằng. Vâng, thế thì biện pháp của điều trị của bệnh viện Nghi Lộc đó cũng là có tác dụng với bác, tức là cụ thể là người ta đã giảm được phù. Biện pháp giảm phù đó tức là người ta dùng thuốc lợi tiểu để giảm gánh nặng cho quả tim của bác. Thế thì tuy nhiên cái vấn đề suy tim hẹp hở van đấy là một bệnh mà nó có thể không khỏi hoàn toàn được, nhưng bác có thể điều trị cho bác bằng ổn định và có thể là giảm mức độ suy tim có thể xuống độ 1 hoặc là trở về mức bị ổn định. Thế thì để bác mà nếu bác muốn điều trị ở tuyến cao hơn tức là tuyến tỉnh thì bác cần phải xin giấy chuyển viện từ bệnh viện huyện Nghi Lộc và chuyển vào bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh để được phương pháp điều trị tốt nhất cho bác. Vâng. Ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ và cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho bác Thê ạ. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin được nêu câu hỏi của khán giả Phạm Tùng ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Tôi bị bệnh đái tháo đường, liệu tôi có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch không ạ? Và tại sao? Xin mời bác sĩ tư vấn cho khán giả này. Vâng, trong các yếu tố nguy cơ tim mạch thì có một yếu tố nguy cơ tim mạch đó là bệnh tiểu đường. Thế tiểu đường thì đó là một yếu tố nguy cơ tim mạch số 1. Những nghiên cứu người ta đã thấy rằng nếu như có tiểu đường thì gia tăng mắc bệnh tim mạch so với người không tiểu đường từ 2 đến 4 lần. Đấy. Thế thì tại sao tiểu đường thì lại yếu tố nguy cơ tim mạch? Thì trong tiểu đường thì có một hiện tượng đó là gia tăng hiện tượng kháng insulin. Như vậy là gia tăng cái hiện tượng như là rối loạn lipid máu, rối loạn đông máu có thể gây nên tình trạng sơ vữa động mạch và có thể gây nên các bệnh lý động mạch như là bệnh động mạch vành, bệnh tai biến mạch não hay bệnh động mạch ngoài vi. Và thì đấy là do vậy nếu mà để phòng ngừa yếu tố nguy cơ tim mạch của anh ấy, thì cần phải điều chỉnh đường máu một cách kiểm soát đường máu một cách tốt nhất giờ mới là có biện pháp là mới có thể giảm được cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Vâng ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối điện thoại với anh Dũng ở Kỳ Sơn ạ. Xin chào anh Dũng ạ. Alo. Vâng, xin chào anh ạ. Xin chào chị Hương Giang, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi một vấn đề thế này ạ. Tôi năm nay 35 tuổi nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lên những cơn đau tim, đau nhói. Cứ mỗi lần mà đau ấy thì tôi dùng cái biện pháp là tôi vỗ tay vào ngực hoặc là nhảy mạnh thì nó đỡ đau. Thì cái việc ấy là có nên hay không, bác sĩ có lời khuyên như thế nào đối với cái tình trạng hiện tại của tôi ạ? Vâng, triệu chứng của anh chỉ đau nhói tại một điểm phải không ạ? Đúng.
Dạ vâng đúng rồi ạ. Đau nhói vào một điểm và tôi vì thấy đau nên tôi khó chịu nên tôi là đấm tay vào ngực hoặc là tôi nhảy mạnh thì thấy nó có vẻ là nó đỡ đau hơn. Không, tôi hay làm thế nhưng mà có một số bạn bè khuyên là làm thế thì nguy hiểm, không biết là bác sĩ cho lời khuyên thế nào ạ? Vâng, nghe mô tả triệu chứng của anh thì có khả năng không phải là triệu chứng của đau thắt ngực hoặc hay là gọi là bệnh của bệnh động mạch vành đâu. Nếu như chỉ thường đau tại một điểm và nếu cơn đau thường xuất hiện dưới một phút thì nhiều khả năng đó không phải là cơn đau của bệnh của đau thắt ngực hay là của triệu chứng của bệnh động mạch vành. Thế như vậy khả năng của triệu của anh cũng có thể là có nhiều nguyên nhân, ví dụ như đau do co thắt cơ tại thành ngực, đau do nguyên nhân thần kinh liên sườn xương sườn hoặc là cục bụng của vùng phổi màng phổi vân vân. Thế thì những triệu chứng cái đau của anh mà lại xuất hiện khi như anh thấy như anh mô tả đó là chỉ anh khi nghỉ mà khi anh vận động thì lại hết, thì gần như chắc chắn đó là không phải là cơn đau triệu chứng của đau thắt ngực. Dạ vâng ạ. Dạ. Tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn anh đang gọi điện về cho chương trình ạ và cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho anh Dũng. Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với bác Long ở Tương Dương ạ. Xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể đứng tránh xa máy thu phát được không ạ? Vâng, nó bị vọng. Vâng, có vọng. Bác ơi, bác cầm điện thoại ra hẳn bên ngoài đi ạ. Vâng ạ, cháu nghe rõ nhưng mà bác có thể cầm điện thoại đi ra ngoài để nói chuyện không ạ? Vì ở gần máy thu phát nó bị nhiễu ạ. Vâng, vâng. Vâng. Tôi xin hỏi thỉnh thoảng là tôi đau ngực bên trái. Chưa rõ bởi vì chúng chưa được đi khám, có phải bệnh đau tim là mạch vành không ạ? Xin bác có thể mô tả cái triệu chứng rõ hơn, thường đau ở lúc đau ở vị trí nào và hay đau ở những thời điểm nào và thời gian xuất hiện cơn đau thường có dài không, thì bác có thể mô tả rõ hơn được không ạ? Bác có nghe rõ không ạ? Có. Vâng. Tôi xin trả lời là thỉnh thoảng từ cách khoảng 5-6 hôm đau một lần. Đau ở vị trí nào bác? Đau ở bên trái ngực á. Bên trái. Nó thường xuất hiện những lúc nào, lúc bác đang nghỉ ngơi hay lúc bác đang vận động ạ? Phía bên trái ngực á. Vâng, tức là cơn đau xuất hiện khi bác đang làm việc hay là bác đang nghỉ ngơi ạ? Vâng ạ, khi đang nghỉ ngơi thì thỉnh thoảng vẫn đau. Thế mỗi lần đau có cơn đau kéo dài có lâu không hả bác? Cơn đau thì 30 phút là có lúc thì gần đến 1 tiếng. Thế thì nếu như cơn đau của bác kéo dài có lúc cũng 30 phút là có lúc cũng gần 1 tiếng. Thế thì cái triệu chứng cơn đau của bác nếu như xuất hiện đau trên 30 phút và kéo dài có thể là đến 1 tiếng thì nhiều, nếu như thì cơn đau mà của đau thắt ngực thì bác có thể đã xảy ra cái nhồi máu cơ tim rồi. Thế nhưng tuy nhiên bác vẫn thấy vẫn bình thường thì có khả năng đó không phải là cơn đau của thắt ngực. Bởi vì thường nếu như một cơn đau kéo dài, cơn đau của bệnh mạch vành mà kéo dài trên 3 phút thì đã xảy ra nhồi máu cơ tim, thì lúc đó bác sẽ có nhiều biện khác như là khó thở, như là vã mồ hôi, như là huyết áp tụt và thậm chí có những biến chứng nặng rồi. Nhưng mà đây bác vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn lao động bình thường thì có khả năng của bác là không phải biểu hiện của bệnh mạch vành. Tuy nhiên để được một cái chẩn đoán chính xác thì bác nên đến các cơ sở y tế mà có chuyên ngành tim mạch để làm các xét nghiệm cần thiết, đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch và làm các xét nghiệm như là điện tâm đồ, siêu âm tim hay xét nghiệm máu để có thể chẩn đoán bệnh của bác được chính xác hơn. Vâng ạ.
xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Phương, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Và quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14 giờ 15 phút chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV, và nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hoặc 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Quý vị cũng có thể xem trên website truyền hình Nghệ An .vn hoặc radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị tai biến mạch máu não. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến chủ đề này qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999. Xin được cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.